Lại một tuần nữa trôi qua, em mới có dịp gia đình Vườn Lan Cường Huệ mới có dịp quay trở lại gặp tất cả các cô chú và anh chị yêu lan trên toàn quốc nhé. Em lại tiếp tục bán những cái giò lan thuần tại vườn nhé. Hình đầu tiên là hình số 79 này, gồm hai khúc ý ngọc nguyên bản và một giò ngọc thạch đang hoa nhé. Cả hai loại này là đang hoa, giá 230.000 cho hai cái hình này các bác nhé. Rất đẹp đang hoa, mọi người gần thì mua về được ngắm hoa luôn nhá. Nhà giò, em toàn những cái giò nhỏ vàng nhỏ. Này 150.000 nhá. Kiều vàng nhá các bác nhá. Đây đang lên thân tơ như này nhá. Thân tơ rất đẹp. 150.000 các bác nhá. Hình 45 ạ. Hình 45 nhá. Hình 46 cũng kiều vàng nhá, đang lên mầm tơ đây. 150.000 nhá. 150k hình 46. Những cái hình hàng này là thuần rồi nhá các bác nhá. Nhà em toàn ghép những cái giò nhỏ nhỏ để mọi người vừa tầm thì sưu tầm ấy. Hình số 75 này là kim thoa này. Kim thoa này đang lên mầm tơ rất là nhiều này. Lẫn một ít kiều vàng, mấy cái gốc nhỏ nhỏ này là kiều vàng các bác nhá. Đây là kim thoa. Nguyên chỗ bên này là kim thoa này. Còn bên này có mấy gốc nhỏ kiều vàng, đây mầm tơ kim thoa đang lên đây ạ. Hình này cũng 150.000, hình số 75 nhá. 150k kim thoa. Mọi người nhớ để ý cho em cái hình nhá. Nhất điểm hoàng này, hàng thuần rồi này. 120.000 hình số 18 nhá. Nhất điểm hoàng các bác nhá. Rất khỏe mọi người, đang hoa mọi người nhá. Đang hoa lên mầm đây, mầm rất là nhiều luôn. Đến gần chục cái mầm đấy ạ. 120.000 nhất điểm hoàng. Cái giò kiều vàng này thì nó hoa nó sắp tàn rồi, nó còn hai vòi. Hoa kiều vàng đẹp lắm nha. Có một vòi nụ này nữa thôi ạ. Còn đây hoa này, hoa này sắp tàn mất rồi. Mấy hôm trước em bận quá không có thời gian để quay cho các bác mang về chơi hoa. Hình số 16 này là 200.000 nhá. Đây là hình số 16 nhá. Ngược mất rồi. Quá rẻ. Hình số 16 200k nhá. Thuần rất lâu rồi mọi người nhá. Không, giò kiều vàng này thì chưa đâu nhá. Giò này được, chưa thuần rồi ạ. Chứ. Chưa. Giò này thì chưa thuần nhá các bác nhá. Đang bám rễ đây. Đang bắt đầu phun rễ ra thôi. Số 16 này 200.000 nhá. 200 à? Hình số 23. Cái giò này thì lẫn mấy loại liền. Tam bảo sắc này, trồn này, tóc tiên này. 1 2 3 cây trồn. Đấy, 3 mọi cây người tam bảo sắc. Mua một giò nhưng mà lại được ngắm được các loại loa, loại hoa. 4 cây trồn nha, 3 cây tam bảo sắc, 1 cây tóc tiên nha nhỏ này. Hình này có 2, hình 23, 250.000 nhá. Hàng thuần rồi các bác nhá. 250.000 nhá. Rất đẹp luôn. Rất là đẹp. Nhiều loại nhá, một giò nhưng mà nhiều loại. Này bây giờ đây là giò đùi gà hình số 78, 180.000 nhá. Cũng là thuần rồi các bác nhá. Dễ gà khỏe thế. Đây đùi gà nhá. 78, 180.000 ạ. Có một khúc đùi gà nguyên bản này. Mà khúc này vẫn còn dễ, vẫn còn bám đây, nhưng bởi vì do người dân họ chặt ấy, nó hơi bong một chút chỗ này này, nhưng không vấn đề gì đâu các bác nhé. Nguyên bản là tốt rồi. Hàng nguyên bản đây, dễ bên này vẫn còn này, bên này vẫn còn này, do họ chặt nên là nó bị bong ra một chút, nhưng không vấn đề gì cả. Hình này hình đùi gà 49 nhá. 220.000 nhá các bác nhé. Hình chó số... nó kêu nói to lên. Hình số 27 này. Cái này là u lồi lẫn một góc gốc ý ngọc. Hôm nay sưu tầm của dân tần những giò trồng hơi lẫn nhau một chút. Đây của dân người ta trồng này. Đây là gốc bên trên này là ý ngọc này, còn gốc bên dưới là u lồi này. Đấy, các bác em tách ra đây. Đẹp lắm. Thuần chưa rất mọi là người? Đẹp, thuần rồi nhá. Dễ đây các bác này. Đấy. Đấy. Em cho xem, bác xem bộ rễ đi. U lồi lẫn ý ngọc giò này là hình số 27 này, 280.000 nhá. 280.000, u lồi cũng thuần rồi, ý ngọc cũng thuần rồi nhá. Đẹp lắm, các thân tơ lên rất khỏe. Đây có một giò trồn này. Hình số 24. 280.000 nhá. Giò này cũng là đang phun rễ bám vào giá thể nhé, cây rất là khỏe nhé. 280.000 nha các bác nhé. Đây là trồn này,
chuồn này thì thuần rồi nhé cả nhà nhé. Hình này hình 25 em bán 150.000 thôi này. Cây nó nhỏ hơn một chút. 150.000 cái hình chuồn này nhé. Đẹp. Hình hôm 26. Nay rất đa dạng các mặt hàng để mọi người sưu tầm nhé. Bạn này được đơn cáo đang nụ. Nụ cáo dài. Rất là dài. Bên này thì lá nó hơi bị nát nát này cái cây này nhưng không ảnh hưởng gì đâu ạ. Cái cây này thì đang lên cái mầm mới, đang lên cái nhánh mới, kệ nó thôi, cứ để chăm sóc cây mới. Còn những cái cây này thì đang nụ á. Hàng thuần rồi các bác nhé. Giờ đẹp. Cáo đang nụ hình 26 300k này. Đấy. Vòi nụ cáo. Các bác nhìn cái thân này. Đấy. Nó giữ rất giữ lá càng đét luôn. Đấy, vòi. Vòi cáo. Hoa tầm 40 phân. Những cái vòi này nó còn đua ra nữa nhé các bác nhé. Vòi này thì chắc là gãy mất đầu rồi. Cứ có hoa là thích rồi. Em bán đùi gà này. Hôm nay toàn hàng đẹp thuần này. Hình 51 350.000 này. Các bác nhìn dễ đây nhá. Chỉ thôi nha. Rất phù hợp cho các bác mới chơi lan này. 350k chỉ nhá. Việc chăm sóc thôi. Nó đùi thuần lâu ấy. Châu đấy các bác nhá. Vâng. Các bác về chỉ việc cho thêm ít phân dê vào nữa để cho nó cây nó xanh tốt nhá. Đây toàn bộ em lấy ở trên bản về, họ không có phân gì, đâm ra nhìn nó mầm nó chưa được xanh tốt hẳn. Nên các bác cứ cho thêm một ít phân dê nữa là ok nhá. Hình này hình số 50 này, cũng đùi gà nhá. 300.000 nhá cả nhà nhá. Đấy, cả nhà ơi, đây là hôm vợ chồng em lên bản thì người dân người ta trồng ấy. Cây rất khỏe. Khỏe lắm rồi đấy. Nó vút vạ vật ở ngoài trời nên ra sức đề kháng của cái cây lan nó rất tốt. Không sợ chết đâu. Hình này là hình số bao nhiêu đây? Này, hình số 52 nhá. 300k nhá. Cây rất là dài mầm nên khỏe này. Đẹp. Đẹp. Nói chung 300.000 nhá. Khỏe đẹp mà. Hôm nay thì đa dạng các mặt hàng cho các bác sưu tầm rất là nhiều. Cả nhà nhớ ủng hộ em cho hết hàng này nhá. Đây giò đùi gà này hình số 55 này, 370.000 này. Mầm tơ đang lên rất là nhiều. Những cái thân già này nó có top thân thì không vấn đề gì đâu các bác nhá. Đấy. Còn lại cái thân tơ, chủ yếu thân tơ này rất là khỏe nhá. 370. 370.000 hình số 55 nhá. Thuần rồi cả nhà nhá. Đang phun dễ ầm ầm. Có duy nhất một giọt kiều dẹt này, nhưng mà lẫn một cây vani nữa này. Kiều dẹt này cái thân này là có 1 2 đang từ ngủ. Từ. Ba vòi nụ này. Kiều dẹt cả nhà đang nụ. Kiều dẹt đây các bác nhá. Cái thân này nguyên một thân này là có 3 vòi nụ liền các bác ạ. Đấy, một vòi nụ này. Sau mỗi một cái lá là có một vòi nụ này. Lẫn một cây vani. Đây cái thân nhỏ dưới này anh đang nhú nụ. Giò này là hình số 17 200k nhá. Em để riêng cái kia lên không, em cứ lại chuyển ra đứng chỗ khác rồi, có quay được đâu. Được chưa? Hình số 17 này, kiều dẹt này. Đang nụ cả nhà này. Kiều dẹt 200.000 nhá. Cái này nó có một gốc thôi. Cộng với một gốc nhỏ này em bán rất rẻ, hàng thuần rồi nhá. Hôm nay bán cực rẻ cho các bác. Ý ngọc nguyên bản cả nhà ơi. Toàn bộ các khúc gỗ nguyên bản em ghép vào chung một chậu này nhá. Về chỉ việc cho phân dê vào thôi nhá. Toàn bộ là các khúc gỗ nguyên bản này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7, 8 khúc nguyên bản ấy. Em bán 450.000 nhá. Có 8 khúc nguyên bản. Tất cả. Cả nhà ơi, bác nào mà về mà có phân trâu khô ấy cho các bác cho vào trong thì em đảm bảo với các bác là nó rất xanh tốt, rất khỏe. Rất là khỏe luôn. Đấy, có phân trâu khô nhé cả nhà nhá. 450.000 này, hình này là hình số 31 các bác nhá. Ý ngọc nguyên bản, 8 khúc nguyên bản em trồng chung một cái chậu này, 450k. Hàng nguyên bản chỉ việc về chăm cho thêm phân vào cho là nó tốt rồi nhỉ. Đấy, đưa hết hình này đi em. Thôi được rồi, mình cứ quay, còn quay nhanh không. Đây. Hình này là ý ngọc thuần rồi nhá, hình 32 300k nhá. Ý ngọc nha các bác nhá. Dễ thuần rồi bác nhá. Cho các bác xem bộ dễ của em. 300k nhá các bác nhá, hình 32.
Đây yến ngọc. Yến ngọc này thì rễ đang bắt đầu phun ra như thế này nhá các bác nhá. Đây. Bắt đầu chớm phun ra này, mầm thì cực kỳ khỏe luôn. Hình này là hình 33, 350.000 nhá. Rất đẹp, rất nhiều mầm đẹp. Có một giò cáo này. Đang nụ này. Cây ở đằng sau này nữa nhá. To cao hơn vợ em. Hình số 107, 800.000 nhá. Cáo Lai Châu nhá các bác nhá. Hàng thuần rồi nhá. 800.000 hình số. Ghép vào cây gối nhãn ấy. 107 nhá các bác nhá. Đang hoa à, đang nụ rất nhiều. Như ưu tiên các bác ở gần nhá. Gần để chuyển xe được là tiện nhất. Để tiện. Em bán à, hàng Điện Biên Đông nhá các bác nhá. Điện Biên Đông hàng thuần rồi nhá, hàng ra rễ rồi đấy các bác ạ. Rễ đã bám vào giá thể rồi đấy. Chắc có mỗi nhà em có Điện Biên Đông thôi. Đồng hàng thuần như thế này thôi cả nhà. Hình 21 350.000 Điện Biên Đông nhá các bác nhá. Đây mầm rễ đang phát triển đây nhá. Rễ thì phát triển mà hàng thuần rồi nhá, bám vào đây rồi nhá các bác nhá. 350.000 Điện Biên Đông. Hình này hình bao nhiêu? Hình này hình 19 này, cũng 350k này. Điện Biên Đông các bác nhá. Có 4 giò Điện Biên Đông đây ạ. Hình 19. 350.000 này. Hình số 20 này cũng là 350.000 nhá. Hình số 20 là 350.000 nhá. Cái hình đầu tiên là hình 21. 350.000 nhá. Điện Biên Đông rất là nhiều mầm. Xanh đét rồi. Hình số 22 350.000 nhá. Cũng là Điện Biên Đông các bác nhá. Điện Biên Đông mới lẫn một chút ngọc thạch ba màu hay sao có hai cây. Một cây đi. Một cây này. Ngọc thạch cái sao? Không, cái này Điện Biên Đông à? Ngọc Thạch, Ngọc Thạch. Điện Biên Đông. Thân Ngọc Thạch. Điện Biên Đông rồi này. Thân nó như thế này không ạ? Ngọc Thạch.